Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, mục tiêu kế hoạch đề ra là phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED, giảm tổng thất điện năng trên hệ thống lưới điện phân phối 5,5% vào năm 2025. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan công sở, đơn vị sở hữu vận hành tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất. Thưa quý vị, trong những năm qua, Công ty Điện lực tỉnh Cà Mau đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành và tỉnh về tiết kiệm điện. Nhiều mô hình tiết kiệm điện hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng lan tỏa, góp phần tiết kiệm chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vincom Cà Mau là đơn vị kinh doanh ngành hàng thực phẩm gia dụng, nên hàng năm chi phí năng lượng của công ty sử dụng rất lớn. Trung bình mỗi tháng, đơn vị này chi hơn 700 triệu đồng tiền điện. Nhằm tiết kiệm chi phí này, từ năm 2020, Vincom đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời công suất 172 kWh để vận hành thiết bị phục vụ các gian hàng. Sử dụng giải pháp này không những nâng cao được mức độ an toàn trong quản lý vận hành, mà còn giúp đơn vị tiết kiệm hơn 50% chi phí mỗi tháng. Mà giải pháp của mình chính là sử dụng chuyển đổi những cái thiết bị từ cái công suất lớn, giống như bóng halogen thì chuyển sang bóng LED để tiết kiệm điện. Rồi hệ thống lạnh của mình thì sẽ có màn hình hiển thị nhiệt độ vào, nhiệt độ ra, thì mình sẽ điều khiển những cái mà công suất cần thiết, giống như thời điểm mà cao điểm thì công suất nó chạy phù hợp và thời điểm thấp điểm. Điện lực tỉnh Cà Mau hiện có hơn 10.000 khách hàng là hộ nuôi tôm công nghiệp. Số lượng khách hàng lớn không chỉ là gánh nặng của ngành điện mà còn tạo ra áp lực kinh tế cho hộ nuôi bởi chi phí sản xuất cao. Trước thực tế trên, nhiều hộ nuôi đã áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Motor có chất lượng, rồi giảm cái công suất của nó là ví dụ như phù hợp với một cái dàn quạt hoặc một cái máy khí thổi. Nên là tận dụng tối đa là những gì mà nó hạn chế thấp nhất là tiết kiệm cho điện, là vừa tiết kiệm cho điện mà vừa lại là giảm được cái phí của nuôi của mình. Không chỉ các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, hiện nay người dân cũng đã thay đổi thói quen sử dụng điện. Họ đã ý thức được việc tiết kiệm điện không chỉ có lợi cho kinh tế gia đình mà còn đóng góp cho xã hội, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nếu như trước đây, nhiều gia đình lựa chọn thiết bị chiếu sáng, đồ gia dụng có sử dụng điện thông thường, thì giờ đây họ ưu tiên lựa chọn đèn LED, thiết bị chiếu sáng thông minh, đặc biệt là dòng sản phẩm tiết kiệm điện với tiêu chuẩn 5 sao. Trước tiên thì mình xài bóng đèn để tiết kiệm điện. Sau đó thì các cái thiết bị như máy lạnh, máy đồ đó thì vô mình mở chế độ khoảng từ 26, 27 độ, 28 độ. Chứ ít khi nào mở chế độ phun lắm. Thì trong các thiết bị trong gia đình thì em chọn những thiết bị nó tiết kiệm điện. Chứ không có dùng những cái thiết bị mà nó nặng điện. Sử dụng những thiết bị mà như đèn LED hoặc là những thiết kiệm, những dụng cụ mà ít hao điện thì em mới sử dụng. Như trong nhà em xài này nè, là toàn là đèn LED không, yên nhà đèn LED không. Khi mình cần mình mới bắt, còn nếu không thì mình phải tắt. Theo thống kê của Công ty Điện lực tỉnh Cà Mau, 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiết kiệm được 20,6 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 2,81% điện thương phẩm, cao hơn 14,8% so với cùng kỳ.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân tiết kiệm điện luôn được công ty phối hợp với Sở Công Thương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công tác này sẽ được đơn vị đẩy mạnh hơn nữa để đưa việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi khách hàng sử dụng điện, nhằm giải quyết được tình trạng thiếu điện trên cả nước, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình và xã hội. Huyện đoàn Ngọc Hiển phối hợp với đoàn xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện tổ chức lớp dạy bơi cho các em thiếu nhi nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, cách xử lý tình huống, nhất là giúp các em bảo vệ chính mình khi tiếp xúc hay đến những nơi sông suối, ao hồ, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích. Huyện Ngọc Hiển có 3 hồ bơi nhân tạo được xây dựng tại xã Diên An Đông, xã Tam Giang Tây và thị trấn Rạch Gốc. Vào kỳ nghỉ hè, xã đoàn cùng các trường học tổ chức lớp bơi lội cho các em thiếu nhi, hướng dẫn các em lý thuyết, động tác cơ bản của bơi lội, thực hành bơi ếch cũng như kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, cách sơ cứu cho nạn nhân khi đuối nước. Không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển về thể chất, tạo niềm đam mê với môn bơi lội, lớp dạy bơi còn là hoạt động thể thao mang nhiều ý nghĩa, là sân chơi an toàn bổ ích cho các em trong những ngày hè. Bản tin tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2024, huyện Ngọc Hiển phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 74.600 tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản 42.600 tấn, khai thác thủy sản 32.000 tấn. Để đạt được sản lượng thủy sản đề ra, trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, huyện Ngọc Hiển sẽ tập trung phát huy hiệu quả mô hình nuôi tôm sinh thái, phấn đấu tổng diện tích đạt chuẩn quốc tế 23.000 ha. Tiếp tục chuyển giao kỹ thuật sản xuất, phấn đấu năng suất tôm sinh thái đạt 200 kg một hecta trên năm, xây dựng vùng nuôi tôm sạch và phát huy hiệu quả địa chỉ nuôi tôm sinh thái đạt chứng nhận, góp phần phát triển thị trường xuất khẩu tôm thương phẩm ra nước ngoài, đồng thời quản lý nguồn giống thủy sản, đảm bảo cung cấp từ 85% lượng giống sản xuất ở địa phương cung cấp cho hộ nuôi tôm trên địa bàn với 17 tỷ con giống trên năm. Và đánh bắt thủy sản, vận động các hộ khai thác công suất vừa và nhỏ, nâng cấp phương tiện theo hướng đánh bắt xa bờ. Tổ chức rà soát các phương tiện tàu cá hoạt động không hiệu quả để đánh giá tình hình, định hướng, xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề phù hợp với từng đối tượng có nguyện vọng chuyển nghề. Theo đó, huyện ưu tiên phát triển các mô hình tổ đội tàu đánh bắt xa bờ, kiên quyết nói không với các dụng cụ, phương tiện khai thác kiểu tận diệt. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.